Một trong những nguyên nhân gây nên dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan nhanh là do lợn dịch chưa được tiêu hủy đúng quy trình tại nhiều địa phương. Khoảng 10 ngày trở lại đây, thì tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, xác lợn chết do dịch tả châu Phi bị vứt ra môi trường, gây ô nhiễm và tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sông Thoa, đoạn qua xã Đức Thạnh và một số kênh mương dọc đường quốc lộ 1A qua huyện Mộ Đức tuần qua xuất hiện nhiều xác lợn bệnh thối rữa, phân hủy, bốc mùi hôi thối. Đầu là bây giờ nó thải xuống sông á, thì đương nhiên là nó thớ quá ra theo dòng nước, thì con vịt, con gà, con he, con bò lẫn cả con người đi qua để bệnh quẩn nữa. Từ khi bùng phát dịch đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có hơn 3.000 con lợn bị nhiễm bệnh. Nhiều ổ dịch, số lượng lợn nhiễm bệnh lên đến hàng trăm con, việc xử lý, tiêu hủy gặp nhiều khó khăn. Không chỉ tại Đức Thạnh, địa bàn nhiều xã khác trong huyện Mộ Đức cũng đã phát hiện nhiều xác lợn bệnh chết bị vứt ra kênh rạch, bờ bãi đất hoang. Tất cả các thôn đều có ấy và nó nằm rễ rớt trên đều các thôn, vì khu vực này là người ta chăn nuôi nhỏ lẻ cho nên là cái việc xử lý rất là khó khăn. Và trên địa bàn Đức Thạnh thì hầu như là các phương tiện đi lại qua lại vô lưu giữa các xã nó là đường lưu thông giữa các xã, cho nên là cái tình hình dịch bệnh coi như là quản lý rất là cực. Đáng lo ngại là xác lợn bệnh trôi theo dòng nước về dưới hạ du khiến dịch tiếp tục lây lan, đồng thời gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây các dịch bệnh khác cho con người. Thì chúng tôi phải huy động hết tất cả cái hệ thống chính trị, lực lượng dân quân, lực lượng công an để xuống cùng với hộ gia đình để đưa những cái súc vật mà chết về vị trí tiêu hủy theo đúng theo quy định. Dù khẳng định sẽ xử lý nghiêm người vứt lợn chết ra môi trường, nhưng nhà chức trách các xã Đức Thạnh, Đức Tân vẫn chưa tìm ra đối tượng vi phạm.